Những ngày qua nhu cầu người dân di chuyển tăng cao, tình trạng quá tải xảy ra tại nhiều tuyến xe. Tuy nhiên, thay vì đảm bảo an toàn giao thông, một số tuyến xe đã lợi dụng tâm lý muốn nhanh về quê của người dân để chở vượt số hành khách quy định nhằm tăng lợi nhuận. Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện xử phạt xe khách giường nằm tuyến Hải Hậu Nam Định Móng Cái Quảng Ninh chở gần gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông. Căn cứ vào mức độ vi phạm cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với xe khách biển kiểm soát 18B 02538 do tài xế Vũ Văn Tiếp cũng là chủ xe cầm lái chạy tuyến cố định Hải Hậu Nam Định, bóng cái Quảng Ninh chở gần gấp đôi số người quy định trên tuyến xe khách cố định này. Trước đó vào đêm mùng 4 tháng 2 tại km 12 quốc lộ 10, đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Trạm cảnh sát giao thông Quang Trung, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 18B02538. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện xe đang chở 81 người, gấp đôi số người quy định, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông. Lái xe cho biết do nhu cầu khách về quê ăn Tết cao và muốn kiếm thêm tiền nên đã chở quá số ghế quy định. Theo lực lượng chức năng, càng gần Tết Nguyên đán thì nhu cầu đi lại của người dân sẽ càng tăng cao. Nguy cơ xe khách chở quá số người quy định cũng sẽ tăng theo Ngoài tăng cường kiểm soát thì lực lượng chức năng cũng đề nghị người dân phản ánh vi phạm của nhà xe và tình hình giao thông, không tiếp tay cho các tuyến xe, nhà xe gây mất an ninh trật tự.